Mình đang chuẩn bị vượt 2000 km để tới An Giang để trao bức tranh bắt tiên quần thú cho khách hàng đây. Thực tế thì trước đây 7 ngày chúng tôi cũng đã gửi tranh vào An Giang cho khách rồi. Còn hôm nay tôi mới đi sau để vào bàn giao và treo lắp cho khách hàng. Vì chuyến bay là bay chuyến 19:30 nên chúng tôi phải di chuyển tới sân bay Nội Bài lúc 5 giờ chiều. Và đúng vào giờ cao điểm nên là phải len lỏi qua rất nhiều các cái đường phố. Và hình ảnh chiều tà trên sông Hồng và những dây văng ở trên cầu Nhật Tân cũng khá là thơ mộng. Sau khi làm xong thủ tục cũng là lúc thư thả và chúng tôi vào khoang. Và chúng tôi cũng tranh thủ làm được mấy kiểu ảnh để cúng phê đây. Và sau 2 giờ bay thì chúng tôi đã tới được thành phố Cần Thơ. Khi mà nhìn ngắm ở trên cao thì thành phố rất là đẹp, lung linh và có rất nhiều ánh đèn. Và những shot phim này làm tôi nhớ lại một em gái Cần Thơ lúc mà ngồi sát cửa sổ có quay lại giúp tôi. Và khi xuống sân bay thì tôi có làm quen và hỏi thêm về em với một số những thông tin về gỗ, bởi vì thấy em đeo một cái vòng gỗ rất là quen. Em người Cần Thơ á, em vừa ngồi ở sát đấy, anh muốn hỏi em một câu được không? Anh làm về đồ gỗ thì nhà em ở trong đây em có chơi đồ gỗ hoặc là nhà em có dùng đồ gỗ không? Thế em đã từng nghe thấy tranh gỗ Bùi Gia bao giờ chưa? Chưa biết. Anh cảm ơn em nhiều. Thật là buồn khi mà câu trả lời quan trọng nhất em lại trả lời là không hề biết về tranh gỗ Bùi Gia. Và nỗi buồn chưa vơi thì lại thêm một cái khác là sân bay Cần Thơ buổi đêm rất là vắng và rất là nhiều những cái tiếng ếch nhái kêu. Và một lúc sau thì một là anh lái xe mới tới để đưa chúng tôi tiếp tục 2 giờ trên hành trình đi về thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú của tỉnh An Giang. Và khi về đến nơi cũng đã là 23:30 đêm và chúng tôi đã phải tranh thủ nghỉ ngơi sớm để sáng mai sẽ qua treo tranh và gặp gỡ khách hàng. Và quý vị có tò mò muốn biết chủ nhân của những tác phẩm này là ai không? Hãy cùng chờ xem nhé.